Hạt điều thương thương cùng các cầu thủ của hạt điều thương thương rất đẹp, một hình ảnh nhằm tưởng nhớ tri ân thủ thành Lê Hoàng Việt. Đây là những phong cảnh rồi, suýt chút nữa rồi thì bàn thắng đã đến với hạt điều thương thương. Người vừa có thể chạm bóng đó là Phạm Kính, chỉ Minh Hoàng dứt điểm. Suýt chút nữa là bàn thắng dành cho Song Hùng. Đó là nỗ lực của Minh Hoàng. Phạm Kính cơ hội dứt điểm không vào, rất đáng tiếc. Phạm Kính đã rút hết người để có thể đưa được trái bóng đến vị trí của Hải Quân. Và mùa giải này sẽ tiếp tục vào một format mới, và bàn thắng mở tỷ số chưa đến là điều thương thường. Cơ hội rõ ràng dành cho Phạm Kính, đó là pha bóng mà thủ thành Ngô Đình Thuận đã chơi cực kỳ xuất sắc. Tham dự World Cup cùng với Ngô Đình Thuận và Phùng Trọng Luân. Song Hùng đang sở hữu một tổ thi đấu quen thuộc, biết nhau. Thủ thành chơi phút sàn, họ có khả năng chơi trần rất tốt. Phùng Trọng Luân rất trông thái, Hồng Thát trông có bàn thắng do các cầu thủ Song Hùng. Có sự xuất hiện của Phùng Trọng Luân, một cú thả bóng rất thuận lợi cho số 12, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp. Huỳnh Trung cùng Trọng Luân rất nỗ lực để xoay sở, dứt điểm 1-0 cho các cầu thủ Song Hùng. Người đã dứt điểm thành công là Vũ Tuấn Hoàng. Ở hiệp đấu thứ hai, Phùng Trọng Luân đã khiến cho hàng phòng ngự của hạt điều thương thương bị xáo trộn ở tình huống vừa rồi. Chúng ta cơ hội dứt điểm lại một lần nữa thuận mèo, khiến cho các chân sút của hạt điều thương thương phải nản chí. Đó là dấu ấn đầu tiên của Quốc Ca kể từ khi vào sân từ băng ghế dự bị. Vũ Xuân Du kéo bóng rất khéo, coi cú đá cận thành không thành công của Trọng Luân, rất đáng tiếc. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Song Hùng và câu lạc bộ hạt điều thương thương đã kết thúc với chiến thắng 1-0, một chiến thắng xuýt xào dành cho Song Hùng.